các bạn đang theo dõi tác phẩm Đất nước Việt Nam qua các đời của tác giả Đào Duy Anh, thực hiện ban biên tập trang web vietsu.org năm 2022. Phần 8. Cương vực nước ta ở thời Đinh Lê. Đinh Bộ Lĩnh là một trong 12 sứ quân chiếm cứ miền Hoa Lư. Sau khi dẹp yên các sứ quân khác và thống nhất bờ cõi, Đinh Bộ Lĩnh xưng vương, tức là Đinh Tiên Hoàng Đế, đóng đô ở Hoa Lư. Sử chép rằng Đinh Tiên Hoàng chia nước là 10 đạo, hiện nay không rõ danh hiệu và vị trí các lộ phủ châu ấy thế là thế nào, mà sử cũ thì vẫn dùng các tên châu đời Đường. Ví dụ năm 1004, Lê Hoàn sai con là Minh Đế sang sứ nước Tống, xưng là Nhiếp Hoan Châu Thứ Sử. Ở đây chúng tôi chỉ nhận định vị trí của những địa danh gặp thấy trong khi nghiên cứu về nội trị của nhà Đinh và nhà Lê. Đinh Bộ Lĩnh vốn muốn dựng đô ở Đầm Thôn, tức là xã Điểm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là quê hương, nhưng thấy chỗ đất ấy chật hẹp, bèn dựng đô ở Hoa Lư. Sách Cương Mục chép rằng, trích: Hoa Lư là sơn phận hai xã Uy Viễn và Uy Tế thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ở đó đất bốn mặt núi rừng, trong đó có một chỗ khá bằng, người địa phương gọi là Động Hoa Lư. Sách An Nam Kỷ Yếu nói rằng Động Hoa Lư ở huyện Lê Bình. Lê Bình nay là huyện Gia Viễn, động rộng hơn 2 trượng, có một con suối chảy quanh co, đến phía nam thành Hoa Lư. Thành Hoa Lư cũng có huyện Lê Bình, họ Đinh nhân thế núi mà đắp thành, chu vi 500 trượng. Nền cũ vẫn còn, động Hoa Lư là nơi Đinh Tiên Hoàn nổi binh, thành Hoa Lư ở Trường Yên là chỗ đóng đô, hết trích. Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Liễn bị Đỗ Thích giết. Đỗ Thích là người làng Đại Đề, huyện Thiên Bản, tức huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ngày nay. Con út Đinh Tiên Hoàng là Duệ nối ngôi. Thì Lê Hoàn tự xưng là Phó Vương. Thấy Lê Hoàn chuẩn bị cướp ngôi nhà Đinh thì các đại thần là Nguyễn Bặc và Đinh Điền nổi binh chống cự. Lê Hoàn cùng Nguyễn Bặc và Đinh Điền đánh nhau ở Tây Đô. Kinh đô nhà Đinh và nhà Lê là Hoa Lư. Sử cũ xưng Tây Đô là Ái Châu, quê hương của Lê Hoàn. Sau khi Bặc và Điền thất bại thì bạn đồng chí là Phạm Cái chạy ra Bắc Giang, tức Hà Bắc ngày nay. Phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh, một trong 12 sứ quân trước kia. Trước đã thần phục Đinh Bộ Lĩnh, trốn sang nước Chiêm Thành, dẫn quân Chiêm đến xâm lược nước ta, định tiến vào cửa Đại Ác, tức cửa Đại An là cửa sông đáy, và cửa Tiểu Khang, tức cửa Càn ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, để đánh thành Hoa Lư. Nhưng gặp bão, binh thuyền Chiêm đắm cả. Lê Hoàn đi đánh Chiêm Thành năm 982, thấy đi đường núi từ Đồng Cổ, mà ngoặc trên sông Mã thuộc làng Đan Nê, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đóng ngoặc, trở vào núi gành vất vả mà đường biển thì sóng gió hiểm nghèo, bèn sai đào đường kênh đến sông Bà Hòa để có thể đi đường sông cho tiện. Xã Bà Hòa nay là xã Đồng Hòa, ở phía nam huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đường kênh đây chắc là đường kênh từ sông Mã vào phía nam tỉnh Thanh Hóa để tiếp với kênh Xước, tức phía nam huyện Tĩnh Gia, và kênh Sắt thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mà vào đất Nghệ An. Năm 2003, Lê Hoàn lại xa đảo kênh Đa Cái, nay là xã Hương Cái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, để nối đường kênh từ Thanh Hóa vào với sông Lam, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lê Hoàn phân phong cho các con ra trấn các địa phương. Năm 989, Lê Hoàn phong Thái tử Thao làm Kình Thiên Đại Vương ở Kinh Đô, cho con thứ hai là Ngân làm Đông Thành Vương, có lẽ cho đất ở phía nam Kinh Thành, cho con thứ ba là Việt làm Nam Phong Vương, có lẽ cho đất ở nam Kinh Thành. Năm 991, phong cho con thứ tư là Đinh làm Ngự Man Vương, đóng ở Phong Châu, cho con thứ sáu là Cân làm Ngự Bắc Vương, đóng ở trại Phù Lan, nay là xã Phù Vệ, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Năm 992, phong cho con thứ năm là Đĩnh làm Khai Minh Vương, đóng ở Đằng Châu, tức huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 1005, Lê Long Đĩnh sẽ đổi Đằng Châu làm Phủ Thái Bình, đóng ngoặc. Năm 993, phong cho con thứ bảy là Tung làm Định Phiên Vương, đóng ở thành Tử Dinh trên sông Ngũ Huyện. Con sông chảy qua các huyện Yên Lãng, Kim Anh, Đông Ngàn thuộc Từ Sơn, Yên Phong, Tiên Du mà vào sông Cầu, tức là con sông thứ hai trong năm con sông ghi ở Thủy Kinh Chú. Cho con thứ tám là Tương làm Phó Vương,
đóng ở sông Đỗ Động, tức sông Nhuệ, cho con thứ 9 là Kinh làm Trung Quốc Vương, đóng ở Càn Đà, huyện Liên Mạt, nay là huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Năm 994, phong cho con thứ 10 là Mang làm Nam Quốc Vương, đóng ở Châu Vũ Lang thuộc tỉnh Thanh Hóa, không rõ nơi nào. Năm 995, phong cho con thứ 11 là Đề, tức Minh Đề, làm Hành Quân Vương, đóng ở Châu Cổ Lãm, nay là huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc. Cho con nuôi làm Phù Đới Vương, đóng ở Phù Đới Hương, nay là xã Phù Đới, huyện Vinh Bảo, tỉnh Hải Dương. Trong đời Lê, ngoài những cuộc nội loạn gây nên bởi sự tranh giành giữa chính các con của Lê Hoàn, còn có những cuộc nổi dậy của các hào trưởng địa phương và của các bộ lạc miền núi. Năm 989, Dương Tiến Lộc là quản giáp được sai đi thu thuế ở Ái Châu và Hoan Châu, câu kết với hào trưởng địa phương hai châu ấy để chống lại nhà Lê. Năm 997, Lê Hoàn cầm quân đi đánh miền Đỗ Động là miền căn cứ của Đỗ Cảnh Thạc, gia tướng của Ngô Quyền trước kia. Năm 999, Lê Hoàn cầm quân đi đánh Hà Động, cả thảy 49 động, phá được động Nhật Tắc và Châu Định Biên. Theo sách Cương Mục chú thích thì Hà Động là ở miền Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Động ở miền này hẳn là tương đương với bộ lạc của người Mường. Động Nhật Tắc và Châu Định Biên thì có lẽ là miền Thượng Du phía tây tỉnh Thanh Hóa. Cư dân miền ấy là những người thuộc giống Thái, bà con với người Lào, hậu duệ của họ là những đồng bào Mường Tày ngày nay. Năm 1000, Lê Hoàn hạ chiếu sai đi đánh những hào trưởng không phục ở miền Phong Châu là Trịnh Hàng và Trần Lệ. Năm 1001, Lê Hoàn cầm quân đi đánh người Man ở Cử Long. Sách Cương Mục chú rằng Cử Long là tên người Man ở miền Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Huyện Cẩm Thủy trước kia gồm cả miền Quan Du và Thanh và Quan Hóa, tức miền La Hán hồi xuân. Người Man ở Cử Long có lẽ cũng là những người Thái mà hậu duệ của họ là những người Mường Tày ở miền Quan Hóa ngày nay. Sau khi Lê Hoàn chết, người Man ở Cử Long còn nổi lên nhiều lần nữa. Năm 1008, Lê Long Đĩnh, tức Ngoại Triều, cầm quân đi đánh hai châu Đô Lãng và Vị Long, bắt được nhiều người và ngựa. Vị Long là miền huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Đô Lãng thì có lẽ là Đô Kim, cũng là một châu ở đất Tuyên Quang, lại đi đánh Hoan Châu và châu Thiên Liễu, bắt được người làm chuồng nhốt và đốt chết. Châu Thiên Liễu có lẽ là miền Nam hay miền Tây Hoan Châu. Mùa thu năm ấy, Long Đĩnh lại cầm quân đi đánh các châu Hoan Đường và Thạch Hà, hai châu này ở miền Hà Tĩnh, đến Hoàng Giang sai phòng át sứ là Hồ Thủ Tích lãnh hơn 5.000 quân người châu Hoan Đường để phát sửa đường xá từ sông Châu Giáp đến cửa Nam Giới, thuyền rồng ra cửa Hoàn Hải, đến ngoài khơi thì gặp bão bèn trở lại, sợ đường biển phải đi đường bộ về kinh. Những địa điểm kể trên hẳn đều ở miền Hà Tĩnh, cửa Nam Giới tức là cửa Sót ngày nay. Cứ những cuộc nổi dậy của các địa phương mà Lê Hoàn và Lê Long Đĩnh phải thân hành đi đánh dẹp như trên thì có thể thấy rằng những miền đất biên thủy ở phía Bắc và miền Đông Bắc Bộ, ở miền Tây Thanh Hóa và miền Tây Nghệ An, nhà Lê chưa nắm vững được. Nhà Lý sẽ tiếp tục kinh dinh các đất biên thủy. Hết phần 8. Trong tim mình nói